Philippines bà. Lời này nhưng mà đó là bà đi liên là tới cuộc ngày sai thôi mà. Bà Lokeske cứ quạt bàn bà một tế bà xem mission ở Philippines đi bà tay quạt nơi tại bà tôi càng chuẩn bị làm công càng người quạt bà tạm bây giờ bà internet thì tôi sẽ đôi trò đó mà bà. Bà nơi tiên liên đấy cứ xem ở tầm phạm mật bà. Bà gặp con người sái cứ lên start đi hả bà, để xa là bà được bằng phôn khá của bạn đang ấy ở official training cứ thừa đang nơi tiên liên bà để trở cuộc bà chẳng nghĩa như cứ chỉ official training chẳng ngày sái bà chỉ ngày phố đấy hay bà gặp con người thừa đang nơi bà tiên liên đi bà chẳng bằng phôn ảnh mơ bị tự tập hiệp chung với này kỳ lá than đấy mà. Bảo bảo tâm bà cả lại anh kia nhớ cứ bà bán rô buồn rồi nhé bà nên thì bà ổ chan về mà đào liềm mà chẳng nơi airport chẳng nơi hotel tại là nên cứ bà ở vậy vậy cứ bị ok bà đi trả này. Mẹ mau một chút ngày sai bằng phone check mơ ban bằng nên là tập Facebook page bao nhiêu cover bao nhiêu nhưng mình đã ấy bà ngày nào một chút
class chung chung một cái tên này lên mong mẹ này bà ai check bàn bà crom sen cái tên là bà chọc gà vật hạt bỏ kê đấy bà crom chạp tèo hằng ấy theo Philippines bà. Bà hai chị nâng lên cáp sai mình top to và nơi Facebook page bỏ sạp quán lại bà vì chị những cross line cho mọi người khang thông đi chẳng chẳng rằng chẳng bà tạm đàn tặng học niệm mà hộp bà ha cứ bà ắt sâu lọ mèn đi vì sao là mèn tích là mèn tích rồi bà dương ban từ shopping mall bà tình nhà hàng bật hai snap crom cái đôi chia bà thế sẽ bây giờ bà cái đọc cô được cái tìm xin lắm bà hai em đưa bà ha đã khang bà mà chấp tẹt cái điểm chạm ao là với khơi nhầm nhìn kiếp mình cục crom đi bà ក៏ជួយរួមទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូទាស់បាទហងនេះHD TV ទាំងអស់គ្នាបាទក៏ដូចជាเพจរបស់ហងនេះHD Line 9ម៉ោងហើយនឹងเพจរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដែរបាទការប្រកួតរបស់កម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកនេះវេលាម៉ោង7យប់បាទនៅម៉ោងនៅកម្ពុជាបាទត្រូវជាម៉ោង8យប់នៅហ្វីលីពីននេះបាទបើឆាកគឺក្រុមម្ចាស់ផ្ទះហ្វីលីពីនបាទ ជួបជាមួយក្រុមជំនួយជាតិកម្ពុជាក្រុមយុវ22ឆ្នាំយើងបាទដែលប្រកាសស៊ីហ្គេមនៅលើកទី30នៅហ្វីលីពីនឆ្នាំ2019នេះបាទអញ្ចឹងចូលរួមគ្រប់តរក្រុមយើងទាំងអស់គ្នាបាទបាទជើងសូមលាបងប្អូនទាំងប៉ុណ្ណេះបាទយើងជួបគ្នានៅបាទបាទយើងទស្សនាការប្រកួតថ្ងៃស្អែកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមលា